Xin chào tất cả mọi người, lại là Thế Giới Bí Ẩn đây. Bí ẩn bãi đậu xe tam giác quỷ, xe cứ đổ vào là hỏng. Gần đây, hàng chục người mua sắm tại siêu thị Lidl ở Anh đã báo cáo về những sự cố bất thường đầy bí ẩn đối với hệ thống báo động và khóa xe ô tô, khiến họ không thể nào rời khỏi bãi đậu xe. Ai cũng cho rằng có một điều gì đó đã tác động đến siêu thị Lidl. Vậy sự thật là gì? Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải qua video sau đây. Nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Thế Giới Bí Ẩn để không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Bí ẩn bãi đậu xe tam giác quỷ cứ đổ xe vào là hỏng. Bí ẩn luôn là một cái gì đó hấp dẫn mà mọi người muốn tìm hiểu. Trên thế giới không thiếu những địa điểm với những câu chuyện bí ẩn không lời giải thích. Rất nhiều câu chuyện mà chúng ta không thể giải thích bằng khoa học. Cho dù bạn có tin hay không thì thật khó để phản đối một thực tế là những quan niệm này đã đang và dần trở thành những chủ đề vô cùng nóng. Có người tin, có người cho là nhảm nhí, nhưng cũng có người phân vân liệu rằng những hiện tượng lạ bí ẩn dưới đây có đúng sự thật. 1. Bí ẩn bãi đậu xe tam giác quỷ cứ đổ xe vào là hỏng. Gần đây, hàng chục người mua sắm tại một siêu thị Lidl ở hạt Lost Coast, Anh đã báo cáo về những sự cố bất thường đầy bí ẩn với hệ thống báo động và khóa xe ô tô, khiến họ không thể nào rời khỏi bãi đậu xe. Ai cũng cho rằng một điều gì đó đã tác động đến siêu thị Lidl, nhưng vẫn chưa một ai tìm ra nguyên nhân. Trước đó, một số bài báo trên các phương tiện truyền thông xã hội cho biết nhiều trường hợp người mua hàng không thể khóa hay mở khóa xe hơi, một số khác lại không thể vô hiệu hóa hệ thống còi báo động ở xe của họ tại siêu thị Lidl. Trong phần bình luận, hàng chục người khác cũng chia sẻ tình trạng tương tự. Lúc đầu, hầu hết các nạn nhân đều nghĩ rằng pin báo động trên xe ô tô đã cạn kiệt, nhưng rồi tình trạng không hề được cải thiện kể cả sau khi thay pin. Một số người lại nghĩ rằng xe hơi bị như vậy do có liên kết với hệ thống giám sát của camera giao thông lắp đặt trong bãi đậu xe. Nhưng siêu thị tuyên bố rằng họ không có hệ thống giám sát hiện đại tới mức điều khiển xe cũ như vậy. Người phát ngôn của chủ siêu thị Lidl nói, "Chúng tôi đã quan tâm tìm hiểu về sự cố này và đang cố xác định nguyên nhân để giải quyết tình hình cho khách hàng." Một người mua sắm tại siêu thị bí ẩn cho biết, bãi đậu xe này giống như tam giác quỷ Bermuda vậy. Thật là kỳ quái, tôi cho rằng bị hết ắc quy và con trai tôi đã mang theo một cái dự phòng, nhưng nó cũng không hề hoạt động. Một người mẹ đến thăm siêu thị cùng đứa con mới biết nói tiết lộ, mình đã phải trèo vào xe từ ghế hành khách rồi nổ máy, sau đó mở khóa các cửa khác từ bảng điều khiển để con có thể vào. Đó là trải nghiệm khó có thể nói là an toàn được. 2. Đường hầm quay ngược thời gian. Con đường hầm chỉ dài vỏn vẹn 400m và chỉ mất 5 phút để đi qua, nhưng nơi đây lại trở nên khác biệt khi chỉ được gán cho một biệt danh không tưởng, đường hầm quay ngược thời gian. Tiến vào hầm từ một đầu và sau khi ra khỏi đường hầm từ phía bên kia, thời gian sẽ quay ngược trở lại đúng một tiếng trên điện thoại. Câu chuyện ly kỳ này bắt đầu từ năm 2013 khi có hàng trăm nhân chứng khẳng định rằng họ đã được chứng kiến cảnh tượng lạ lùng khi xuyên qua một con hầm ở Trung Quốc. Phần lớn trong số đó đều cho rằng mình đã được khuyến mãi thêm 1 giờ đồng hồ vào tuổi thọ. Bởi sau khi đi xuyên qua đường hầm, đồng hồ của họ đều bị chậm so với thời gian thực đúng 60 phút. Thời điểm đó, một phóng viên đến từ tờ Guzan Evening News đã quyết định tiến hành cuộc thử nghiệm trên phạm vi rộng để xác thực chính xác của tin đồn. Kết quả anh này nhận được khiến không ít người hoang mang khi có tới 80% chuyến xe đi vào đều cho thấy đây đích thị là một đường hầm có khả năng giúp quay ngược thời gian. Không có lời giải thích thỏa đáng nào cho chuyện này, nhiều lời đồn đoán được lan truyền khắp mạng Internet, khiến câu chuyện vốn đã nửa thực nửa hư này càng mơ mơ màng màng hơn. Người ta phỏng đoán đường hầm này được xây dựng ngay khu vực tồn tại hố đen thời gian, cho đến ngờ vực sự quái lạ ấy là do người ngoài hành tinh can thiệp. Một số khác gợi ý rằng đó là một dị dạng của thế giới tự nhiên mà con người không thể giải thích được. Cũng không ít người nghĩ đây là phép màu mà trời cao muốn gửi gắm để truyền đạt thông điệp đến nhân loại. Hàng trăm giả thuyết lẫn phỏng đoán đã được đặt ra nhưng không hề có một bằng chứng khoa học nào được chấp nhận. Theo thông tin từ đài truyền hình địa phương, hiện tượng trên rất có thể do một trạm tiếp sóng điện thoại đặt cạnh đường hầm gây ra. Trạm này đã gửi những tín hiệu sóng vô tình làm sai lệch các thiết bị điện tử khác. Chính sự tác động của công nghệ đã sơ ý biến một đường hầm tưởng chừng rất đổi bình thường trở nên đầy màu sắc hoang đường, tạo chất liệu cho những câu chuyện kỳ bí xung quanh thiếu xác thực ra đời. Lý giải này cho đến nay được xem là có cơ sở và đáng tin nhất. Tuy nhiên, những người tò mò về câu chuyện bắt quái ấy vẫn không chấp nhận đó là lời giải thích thỏa đáng.
3. Âm thanh bí ẩn chỉ 2% dân số nghe thấy. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, loại âm thanh kỳ lạ này có tên là The Hum, báo cáo bắt đầu được ghi nhận vào thập niên 1950 từ những người chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào khác thường như vậy trước đây. Họ bất ngờ bị hành hạ bởi một âm thanh tần số thấp khó chịu giống như tiếng ro ro rộn ràng hoặc ầm ầm. And finally, you may have heard it for the past 5 weeks, the sounds that have persisted on and off causing many... Các trường hợp có một số điểm chung, The Hum chỉ vang lên trong nhà và to hơn vào ban đêm so với ban ngày. Nó phổ biến nhất ở khu vực nông thôn hoặc ngoại thành. Rất ít người ở nội thành báo cáo về âm thanh này, có thể do tiếng động nền ổn định ở những thành phố đông đúc. Bristol, Anh là một trong những nơi đầu tiên trên đáy đất xuất hiện báo cáo về The Hum. Vào thập niên 1970, khoảng 800 người ở thành phố ven biển này cho biết đã nghe thấy tiếng vỗ đều đều mà các nhà nghiên cứu quy cho lưu lượng xe cộ và những nhà máy địa phương hoạt động suốt 24 giờ. Một địa điểm nổi tiếng khác mà The Hum hiện diện là thị trấn Tao ở New Mexico, Mỹ. Bắt đầu từ mùa xuân năm 1991, cư dân trong khu vực phản ánh về tiếng ầm ầm trầm thấp. Nhóm nghiên cứu đến từ phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, Đại học New Mexico không thể xác định nguồn phát ra âm thanh. Những nơi khác cũng phát hiện The Hum là Whitehall, Ontario, Mỹ và Bondi ở Sydney, Australia. Một người dân cho biết nó khiến mọi người quanh đây phát điên. Tất cả những gì bạn có thể làm là bật nhạc hoặc che tai lại. Một số người để quạt chạy liên tục. Chỉ khoảng 2% những người sống ở khu vực phát hiện The Hum nghe thấy âm thanh, phần lớn họ nằm trong độ tuổi 55-70. Theo nghiên cứu năm 2003 của cố vấn âm thanh Jeff Leventhal ở Surrey, Anh, đa số những người nghe thấy The Hum mô tả âm thanh tương tự như tiếng động cơ diesel chạy đều ở gần. Tiếng kêu thực sự khiến mọi người tuyệt vọng, hầu hết các nạn nhân của The Hum có thính lực bình thường. Họ thường phàn nàn về chứng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, chảy máu cam và rối loạn giấc ngủ. Ít nhất một trường hợp tự tử ở Anh được cho là The Hum. Các nhà nghiên cứu The Hum đều bày tỏ quan điểm hiện tượng này có thật và không phải là kết quả từ hội chứng cuồng loạn tập thể hoặc bệnh hoang tưởng của người nghe. Một vài người tin rằng chuyện này chỉ là do sự bất thường của âm thanh. Nhiều người đồn đoán rằng đó là những âm thanh vọng lên từ cõi âm, từ những nấm mồ chôn sâu dưới lòng đất. Dù đó là âm thanh gì, từ tự nhiên, tâm lý hay của một hiện tượng siêu nhiên nào đó, thì chưa ai có thể lý giải được, kể cả những nhà khoa học đã đau đầu nghiên cứu suốt mấy năm nay. 4. Những cơn mưa động vật kỳ lạ. Người dân tại một ngôi làng ở thị trấn Chilo phía tây Sri Lanka cho biết họ đã nghe thấy những âm thanh lớn rơi trên mái nhà của mình. Ban đầu họ tưởng rằng đó là một cơn mưa đá, nhưng bất ngờ đó là một lượng lớn cá rơi từ trên trời xuống. Giống như một cơn mưa, nhiều người đã nhanh chóng đi thu thập số cá này, ước tính đã có hơn 50kg cá từ trên trời rơi xuống và nhiều con vẫn còn sống. Phần lớn số lượng cá này vẫn có thể sử dụng để làm thức ăn. Theo các nhà khoa học, hiện tượng mưa cá này xảy ra khi một trận lốc xoáy xuất hiện trên mặt nước, tương đối nông và phát triển thành vòi rồng, hút toàn bộ những gì có trong nước, bao gồm cá, lươn và thậm chí là những con ếch lên trời, sau đó mang chúng đến một khu vực khác xa hơn, ngay cả khi lốc xoáy ngừng hoạt động. Được biết đây là lần thứ hai xuất hiện hiện tượng khác thường này tại Sri Lanka, nhưng chúng lại không ở cùng địa điểm. Trước đó vào năm 2012, một cơn mưa tôm cũng bất ngờ xuất hiện tại khu vực phía nam Sri Lanka. Tháng 6 năm 2007, một trận mưa nhện xuất hiện ở tỉnh Santa, Argentina. Kristen Oneto Gauna cùng các bạn của mình đi du lịch ở Santa. Họ đi về phía dãy núi San Bernardo. 2 giờ sau đó, họ thấy rất nhiều nhện trên mặt đất với nhiều màu sắc khác nhau. Càng tiến sâu vào phía sườn núi, họ càng thấy xuất hiện nhiều nhện hơn. Hóa ra là nhện rơi từ trên trời xuống. Kristen trở thành người đầu tiên trên thế giới chứng kiến cơn mưa nhện lạ này. Trên thế giới đã ghi nhận không ít những cơn mưa động vật kỳ lạ khác như mưa giun, mưa cốc. Ellen Nobel, nhân viên sở cảnh sát thành phố Jenin, bang Louisiana, Mỹ, bủng rủng hết người khi chứng kiến trận mưa giun chưa từng thấy. Trên đường, giày đặc giun đang bò lổm ngổm. Trên đầu, cánh tay cô cũng toàn là giun. Hiện nay, người ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân của trận mưa giun này. Có vẻ như tất cả hiện tượng này không phải do tự nhiên gây ra một cách ngẫu nhiên, vì hầu hết mỗi trận mưa như thế chỉ độc nhất một loài động vật rơi xuống.
Cho đến nay, những cơn mưa động vật vẫn là một bí ẩn khiến mọi người tò mò và thích thú. Vừa rồi là những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống mà các giả thuyết khoa học không thể nào giải thích được. Còn bạn, bạn có tin là trên trái đất tồn tại thế lực siêu nhiên nào đó không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!